Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì đâu một thầy chùa dùng toán để đẩy ông già 90 tuổi vào tù. Vụ án xét xử Tịnh Thất Bồng Lai đã diễn ra và ông Lê Tùng Vân bị kết án 5 năm tù. Một bức án mà cộng đồng mạng cho là vô lý và ai cũng biết không chắc ông sống được đến 5 tháng. Đây là hành động được đánh giá là rất tàn ác. Từ đầu ai cũng có thể nhìn thấy sát khí từ đơn tố cáo của Thích Nhật Từ và tòa án ở Long An đều nhắm vào ông Lê Tùng Vân là chính. Ở trước tòa, ông Lê Tùng Vân đã nói những lời rất khẳng khái và thành thật về cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà ông Thích Nhật Từ đang đại diện và thao túng. Có lẽ đẩy ông Vân vào tù thành công nhưng tuyên bố sấm động giáo hội không xứng đáng thì tôi không vào sẽ là lời nhắc của công chúng về ông Lê Tùng Vân mãi mãi về sau. Đây là hình ảnh thầy chùa Thích Nhật Từ. Tòa xử những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai vì xúc phạm ông Thích Nhật Từ do ví ông ta với con bò. Chuyện này sẽ trở thành tiền lệ pháp lý và hình thành quy chuẩn xã hội rất bi hài. Bắt đầu từ bây giờ, việc trò chuyện và so sánh con người với con vật sẽ khiến bất cứ ai cũng có thể đi tù. Có thể nói từ xưa đến nay chưa ai nói người khác ngu như bò mà phải ngồi tù đến 5 năm cả. Những câu nói như trên, giả sử có thì đó chỉ là những câu chửi bình thường ở ngoài xã hội. Nó tự như người ta chửi thế trên miệng và nhiều người vẫn hay dùng câu này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ông Lê Tùng Vân và những người trong nhóm của ông đã phải nhận những bản án rất nặng nề, vô cùng vô lý. Ở xã hội, không phải ai cạo đầu chọc cũng là thầy tu. Thầy tu có chân tu và thầy chùa. Mạng xã hội đã chỉ ra rằng ông Thích Nhật Từ vì tham sân si quá nặng mà đệ đơn kiện người khác vì câu nói vô thưởng, vô phạt. Tòa Long An lâu nay đã tạo điều kiện mốc lịch sử cho thế giới về tư pháp tại Việt Nam. Hôm nay lại là một cột mốc độc đáo mới. Bởi Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên mà trong các giao tiếp xã hội, việc so sánh người và thú vật đều có thể dẫn đến án tù bằng điều 331 mơ hồ, gọi là lợi dụng tự do dân chủ. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam người ta nhìn thấy toàn bộ công lực xã hội của nhà nước như giáo giết đứng về phía bảo vệ kẻ có nhân dạng như thầy tu, giúp giải thoát việc liên quan đến hình hài một con bò. Đây là hình ảnh ông Lê Tùng Vân đã quá già yếu. Giờ thì các bà mẹ, ông bố cũng nên cẩn trọng cho việc mắng con cái đại loại với những câu như mày ăn như mèo hay sao mày có bẩn như chó vân vân. Những thứ đó hôm nay chính thức được quan thầy của thời xưng danh Phật giáo, đạo pháp, xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề oanh liệt, có thể khiến họ ở tù nhiều năm bất cứ lúc nào. Với câu Thích Nhật Từ ngu như bò mà bị bắt bỏ tù đến 5 năm thì nhiều người cho rằng trong đó có ẩn khúc rất lớn. Đây chính là cái cớ để cho chính quyền bắt giam một ông già 90 tuổi mang màu sắc trả thù hơn là thực thi công lý. Vậy thì ông Lê Tùng Vân đã phạm vào điều gì? Câu hỏi được đặt ra. Đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơi mà có nhiều vụ án làm xấu mặt những vị chân tu. Mới đây, tại chùa Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, phạm tội dâm mồ đã bị báo chí phanh phui lên trên mặt báo. Hầu hết các cá nhân bị ghép vào điều 331 của Bộ Luật Hình Sự đều là những cá nhân mà chính quyền này cho là chống phá, dù cách này hay cách khác. Và ông Lê Tùng Vân và các nạn nhân cùng chung vụ án với ông cũng là những người mà nhà cầm quyền không ưa gì cả. Vì vậy, họ đã ra tay trả thù. Có ý kiến cho rằng Thích Nhật Từ là chim mồi, ông ta cố tình tố một lẽ ra không phải là tội để nhà cầm quyền có cớ triệt hạ. Người mà họ không ưa, đấy cũng là một nhân xét rất có cơ sở. Vì đây là một cớ có thể đưa người dân vào tù rất dễ dàng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Tô Lâm vụng về với miếng thịt bò dát vàng, nhưng rất khéo ém tượng đài trăm tỷ. Ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đã quá nổi tiếng vì miếng thịt bò dát vàng vào năm ngoái tại London. Dù có dát vàng thì chất lượng của nó cũng chỉ là miếng thịt bò mà thôi.
nó chỉ là cái ngon của thịt. Tuy nhiên, ngài bộ trưởng phải ăn cho bằng được miếng thịt bò rát vàng để tỏ ra rằng xa xỉ. Tiền cho miếng thịt bò ấy rất đắt đỏ. Nó bằng công sức lao động của người dân Việt Nam nhiều tháng trời. Vì khía cạnh xây dựng hình ảnh thì ông Tô Lâm đã phạm vào điều đại kỵ khi ăn những món như thế. Nhiều người cho rằng ông Tô Lâm rất vụng về trong vấn đề xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Bộ Công an lại rất khéo léo về các công trình vô bổ, dễ bị tham nhũng, rút ruột. Đây là hình ảnh vào Bộ trưởng Bộ Tô Lâm trước tượng đài. Sáng ngày 17 tháng 7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ. Tượng đài có chiều cao 7,2 mét, bao gồm 7 nhân vật chất liệu bằng đồng. Tượng đài được đặt trên trục phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, sát tường rào công viên Thống Nhất. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư và được nhà cầm quyền của Đảng cho biết nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, tức là ngày 20 tháng 7 năm 1962. Bề ngoài thì chào mừng ngày này ngày nọ, nhưng thực chất đó là những công trình moi tiền ngân sách rất dễ dàng. Khi lập dự toán cho tượng đài không có khung giá rõ ràng nào nên rất dễ làm giá với đơn vị thi công rồi lại quả rất nhiều phần trăm. Vì thế công trình tượng đài đã mọc lên khắp nơi trong cả nước để moi tiền ngân sách rót vào túi tham quan. Đó chính là tiền của nhân dân đã bị các quan lại cướp đi. Vấn đề là chính quyền của Đảng có moi ra sai phạm hay không mà thôi. Phong trào xây dựng tượng đài bị nhân dân phản đối rất mạnh mẽ từ Bắc chí Nam. Từ năm 2015, khi nhà cầm quyền tỉnh Sơn La công bố dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trị giá tới 1.400 tỷ đồng. Trong khi đó, Sơn La là tỉnh rất nghèo, phải xin trợ cấp ăn hàng năm từ ngân sách trung ương. Sau đó, dự án đã bị hủy vì dư luận xã hội quá gay gắt. Kể từ sau công trình tượng đài nghìn tỷ ở Sơn La bị hoãn, thì trên khắp cả nước, tượng đài cũng mọc lên ở nhiều nơi, nhưng kinh phí và quy mô nhỏ hơn. Vì làm đến ngàn tỷ thì sợ người dân bất bình phản ứng mạnh. Ăn ít mà ăn nhiều lần thì dễ trái lợi hơn là ăn một lần nhưng quá lớn. Đây là hình ảnh tượng đài ở Quy Nhơn, gọn nhưng tốn ngân sách tới 118 tỷ đồng. Được biết tượng đài của Bộ Công an kỳ này là loại tượng đài bằng đồng, tương tự như tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành đặt ở Quy Nhơn. Bức tượng tại Quy Nhơn cao 10m8, đứng trên bệ 4,7m, được giúp đúc hai nhân vật. Tổng mức đầu tư được nhà cầm quyền tỉnh thông qua là trên 118 tỷ đồng. Tượng đồng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành cao hơn Công an Nhân dân vì dân phục vụ 10m8 và 7m5. Tuy nhiên, về lượng nhân vật thì tượng đồng Công an Nhân dân vì dân phục vụ lại nhiều hơn 7 nhân vật so với hai nhân vật trước đó. Theo một số chuyên gia đánh giá thì công trình của Bộ Công an có kinh phí cao hơn nhiều lần so với tượng đài Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành tại Quy Nhơn. Tuy nhiên, cụ thể là bao nhiêu thì không thể có giá đúng vì ông Bộ trưởng đã cho ém giá không công bố với báo chí và giấu biệt. Vào năm 2020, Đắk Nông là một tỉnh nghèo, liên tục nhận gạo cứu đói từ chính phủ. Thế nhưng, tỉnh này cũng lại cho xây dựng công trình tượng đài En Trang Long có tổng mức đầu tư lên tới 167 tỷ đồng. Tại phường Đức Nghĩa, thành phố Gia Nghĩa, một số người thạo tin cho biết tượng đài công an không dưới 10 triệu đô la. Đây cũng là một nhận xét tương đối không quá thực tế. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Tô Lâm rất khéo che đậy giá của tượng đài. Tuy tượng đài nghìn tỷ bị phản đối, nhưng tượng đài trăm tỷ vẫn mọc lên khắp nơi. Mặc dù bị người dân phản đối, phải nói rằng việc ém giá trong tượng đài công an kỳ này chứng tỏ rằng ông Bộ trưởng Tô Lâm không phải là chuyện gì cũng vụng về, mà có việc ông lại rất khéo, mà cụ thể là khéo che đậy giá của tượng đài công an.